thôi. Xin bác chủ tịch đó, cho để lễ gặp còn nhiều khán giả quá. Chưa có tới nhiều con khổ mọi nhà trọ. Nhiều con cũng bao xe lên tới đây xin bác vậy thôi. Dung tay cho cậu để vài tháng nữa đi. Còn quá giờ khán giả mà. Khán giả còn chưa có tới. Con ở nhà trọ khổ không dám lên xe lên đây. Con xin bác. Theo như chị là cái rất là nhiều bà con đi vệ sinh rồi thì cái khả năng mà chú có thể là thay đổi cái ý định của mình là phải để lại cho qua. Bác cũng có tình thương chứ, bác cũng phải nương tay chứ. Đâu có để nhiều tháng nữa đâu, còn quá trời nhiều. Ví dụ bác ông cậu Năm về đây là đất của mình cũng bán được nhiều à. Nhiều khi người ta dân người ta muốn nằm kế cậu sao. Dạ. Đúng không? Câu nói của chị rất chi li đó. Chị cũng có tâm nguyện nữa, sau này chị già chị muốn về đây sao? Dạ. Đâu có biết được, cháu trai vậy đó, nhưng mà chị muốn ở gần. Đâu có biết được ở đời mà. Ủa cái bộ ly bằng xứ, bộ ly hương bằng xứ của cậu cắt luôn hả? Dạ. Còn chú Tiểu giữ mà. Còn cái không phải bằng xứ. Đá, đá, đá. Thạch Anh. Đá Thạch Anh. Trời ơi, cái clip nào cũng theo dõi á. Dạ. Rồi, tiếp tục cập nhật tại mộ cậu Năm hả mọi người ha. Thì thấy trên mộ cậu Năm thấy có giải nè, xoài nè, bưởi nè. Rất là nhiều bánh luôn. Đây là Sài Gòn xuống không? Ở đây luôn hả chị? Ở trên chào cô chú anh chị nha. Ở trên đây có xe 7 chỗ vừa biến là bên trong có chú lên. 3 2 1 5 7 7 9 Về đi. Tiếp tục cập nhật cho mọi người xem. Đó, đây là khán giả cũng ở Bình Dương rồi mọi người. Sao như có khán giả đang cúng bị cúng trái cây thì có cái máy cộng sinh đợi đây giúp người giúp cái mặt lưu của chúng tôi. Đang như là đang sắp cái cây với lại nhang rồi. Giờ con đợi cả con phượng luôn. Nó đơn sơ nhưng mà nó lộng lẫy như thế vậy. Rất là phù hợp với là cái lúc khách của cậu Năm luôn. Cậu Năm rất là thích đơn sơ. Đơn sơ mà lộng lẫy. Đơn sơ mà lộng lẫy. Đúng rồi. Thì nó đơn sơ nhưng mà nó đơn giản mà bán có tiền à. Mình nhắc được tiền đây à. Tiền à. Yêu em đi mà. Thấy tôi đứng đây là phải im. Cô lắm đeo cái máy đọc kinh quá. Đúng rồi. Thấy cái hoa sen mà biết rồi. Thấy không? Cái máy đọc kinh. Mấy clip à? Biết. Họ lên. Rất là tỉ mỉ luôn nè. Muốn tự tay mình làm là dâng lên cho đây là gọi là nhà làm để dâng xuống được cậu nồi. Cái này em biết rồi, của anh biết rồi, cái này là cô nhà cô nấu nè, đúng không? À, cái này còn là biết nhà nấu, nhưng mà mấy cái ly này thì chắc là cô mua rồi. Mâm cơm chay. Tóm tắt là mâm cơm chay. Trước thì cũng thấy khán giả quá trời mọi người. Cần lấy kéo không cô? Con lấy kéo cho. Quay về nhiều quá ngại sao cúng ta.
rồi trên đây thì thấy có mấy khán giả như là cũng đang đến đây, như là khán giả này giờ mấy cô này ở đâu đến giờ anh? À, fan của này, chị này cũng đến mấy lần rồi nè. À, fan của cậu đó, fan ruột, fan cứng của cậu, cậu là người đẹp không à? Biết sao không có người đẹp hay sao nữa cơ? Anh cậu là toàn ai cũng đẹp hết rồi, chú chị ơi, còn năm. Giọng đi lên đây thăm Vũ Linh nhiều vẻ ha. Rất là đông khách mọi người ơi. Đây thì có mấy cô đang đem hút quẹt cái gì cô? Hút quẹt hả? Thằng Trần hút quẹt cho cô mượn cái thằng Trần. Cô đốt nhang. Đốt nhang cho cô nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ. Ở phía bên kia thấy khán giả quá chừng luôn mọi người. Bây giờ em sẽ di chuyển lên đây, quay một vòng nữa em sẽ kết thúc video mọi người ha. Đó, đây thấy có cô đang chân bông lên mọi người. À, bông. Đây cũng là một cái fan của cậu Năm. Yêu mến cậu Năm mọi người ha. Mọi người xem này cho em xin một like, một đăng ký kênh nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Mọi người xem này cho em xin một like đăng ký nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Đó, vô lao giọng bằng bằng thờ cho cậu đó. Vậy hả chị? Đi làm mà bữa nay buổi sáng là không có vô. Có anh trai bà quả ba lô lên nữa kìa. Chắc lên thăm cậu Năm quá đó, anh trai quả ba lô lên kìa. Rồi hẹn gặp lại mọi người video sau nha. Đó lên chỉ dọn bàn thờ cho cậu nè. Bàn thờ đẹp là hay không là nhờ những người như chị á, bàn tay phụ nữ ha. Bàn tay phụ nữ. Bàn tay phụ nữ. Đàn ông là đâu là bây giờ mà bằng phụ nữ được. Đúng rồi. Đàn ông là chỉ lo việc kiếm tiền hay là lo việc nhận nhọc thôi, còn phụ nữ là lo việc anh thôi. Cũng sẽ hẹn gặp lại mọi người video sau nha. Bye bye mọi người nha. Mà nghe cái tiếng tay về, tiếng tay về.